Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Văn hóa nghệ thuật với đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Mở đầu chuyên mục, mời quý vị cùng đến với mùa sen về Hong Lek Kang. Tiếp đó là trăn trở gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mông huyện Tùa Chùa. Cuối chuyên mục là những thiết kế sáng tạo từ thổ cẩm và trang phục truyền thống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, những ngày đầu tháng 5, bà con bản Hong Lek Kang, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên tưng bừng bước vào mùa sen. Lễ sen bản là hoạt động văn hóa đặc trưng của đồng bào Thái vùng Tây Bắc, qua đó nhiều giá trị văn hóa của cộng đồng được gìn giữ phát huy. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi về với Hong Lek Kang vào dịp bà con nơi đây tổ chức lễ sen bản. Không chỉ được hòa mình vào không khí vui tươi cùng bà con nơi đây, chúng ta còn có thể khám phá những nét đẹp văn hóa truyền thống được người dân bản Thái trân trọng, truyền giữ và phát huy. Bản Hong Lek Kang, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên có 100% dân số là đồng bào dân tộc Thái. Đến với nơi đây, chúng ta còn thấy những giá trị văn hóa truyền thống lâu đời được gìn giữ bởi tấm lòng trân trọng của mỗi người dân. Đó là những nếp nhà sàn với lối kiến trúc truyền thống dân tộc Thái được gìn giữ bảo tồn, dù đời sống xã hội có nhiều thay đổi. Đó là những nếp sinh hoạt văn hóa cộng đồng vẫn luôn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Trong đó có lễ sen bản. Trước đây cứ 2 năm một lần, bà con bản Hong Lek Kang lại tổ chức lễ sen bản. Trong một thời gian khá dài, lễ sen bản tưởng chừng mai một, nhưng rồi lại được bà con dân bản khôi phục. Bởi nghi lễ này không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn giúp cố kết cộng đồng, cho họ có dịp được thỏa mãn những nhu cầu tinh thần vui tươi lành mạnh. Năm nay, bà con bản Hong Lek Kang làm lễ sen bản khi chuẩn bị gặt vụ chiêm xuân để tiếp tục gieo cấy vụ mùa. Họ chuẩn bị 8 gánh thóc, 8 gánh bông, vải trắng, vải đỏ, thịt lợn, thịt gà, thịt vịt và thịt chó, rượu, gạo, hoa quả và chiếc áo của chủ lễ, thường là áo của già làng, trưởng bản, là người đại diện cho toàn thể bà con trong bản. Tất cả lễ vật được sắp lên 3 sàn cao thấp khác nhau dưới gốc cây cổ thụ linh thiêng. Cái khu thờ cúng của bản mình thì đã có từ đâu lắm rồi, từ thời các cụ xa xưa. Đấy, về cái trước ấy, có cái con suối chảy qua đây. Thế là bà con thì cái đi tắm ở đây, xong lại múc nước về sinh hoạt này. Đấy, coi như là bà con có ví dụ làm cái thổ cẩm này, đấy mang cái bãi đấy bà làm ở đây. Bây giờ cái dòng suối này bây giờ là làm cái bê tông hóa để làm cái con mương để chảy ngầm đây. Đấy, coi như nó hết cái chỗ là bà con tắm ở đây. Đấy, thì ở trong cái bản của mình đấy, thì có cái công việc thờ cúng đấy, cho các cụ đấy, để cho cái gia đình mình làm ăn phát đạt này, gia đình mình làm ăn may mắn trong năm này. Đấy là đều ra cái chỗ, cái khu này để thờ cúng. Đấy, cứ mỗi một dịp mình muốn có cái đế, có mình có thờ cúng đây, mình mới được cái phát. Đấy, phát cái cây, những tỉa, những cành nhỏ cây này đấy. Còn tự nhiên mà không, mình không có cái việc gì thờ cúng ở đây, mình không được động chạm vào đấy, cái chỗ đinh thiêng này. Trong không gian tâm linh được gìn giữ lâu đời, bà con bản Hong Lek Kang cùng nhau thể hiện tấm lòng thành kính, biết ơn cha ông đã có công khai phá tạo dựng làng bản. Họ cũng trân trọng, khẩn cầu các vị thần linh trên trời dưới nước, trong rừng và các linh hồn trú ngụ trong đất, trong cây về tiếp nhận lễ vật và phù hộ cho dân bản được bình an no ấm. Nghi lễ có 3 phần chính: lễ cúng những bậc tiền bối có công tạo lập bản làng, lễ cúng các vị thần linh, cúng cổng bản và cúng ma nhà. Cái lễ trên bản của mình ấy thì nó của nó là 3 phần. Làm hôm qua thì phần đầu tiên ấy, nghĩa là mình đại ý là mình đến là lấy con gà về cúng, xong là mời các ông là có công là dựng lên cái bản của mình ấy. Đầu tiên ấy cũng người ăn là báo cáo với các ông ấy và xin phép các ông ấy là hôm nay là chỗ bản mình là có lễ thế này thế này. Cái lễ chính này ấy, một con lợn là cúng các thần ở trên trời này, thần thổ địa này, các thứ, nói chung là đến 15 thần ấy thì mới xong. Còn con chó với lại con vịt kia thì
con chó thì cúng cho ma rừng, còn con vịt thì cúng cho những người mà đi bộ đội chết. Ngoài cúng đây thì còn ra chỗ cổng bản nữa, cúng ở cổng bản đấy là xong rồi mình cắm cái tà rêu ấy để không cho dịch này, không cho ma nhé, để ma mẽ nhảy vào trong bản được ấy. Ở cúng trên mạng nhà là cũng làm khoăn cho cái ông trưởng bản để ông ấy khỏe, để lãnh đạo dân bản này là làm ăn phát đạt, không ốm không đau. Sau khi làm xong các nghi thức cúng lễ, thầy cúng cắm cây ta liêu ở đầu bản và cuối bản báo cho người ra vào biết. Trước đây dân bản kiêng 3 ngày người ngoài không vào bản, người trong bản không ra ngoài, không đi làm ruộng làm nương, không đi rừng. Ngày nay quy định này đã được thay đổi, ta liêu chỉ được đặt với ý nghĩa tượng trưng. Dân bản vẫn mời khách ở nơi khác đến dự sinh hoạt cộng đồng cùng với bà con nhân dân. Lễ sen bản là lễ cầu may của cộng đồng dân tộc Thái. Hoạt động văn hóa tín ngưỡng như thế này giúp đồng bào có thêm niềm tin và sự an lạc trong cuộc sống và cũng giúp cộng đồng gắn kết hơn. Sau những phần lễ trang trọng, bà con bản Hông Lách Cang tổ chức phần hội tưng bừng trên sân nhà văn hóa bản. Múa hát, tung còn, tó má lẹ là các hoạt động văn nghệ thể thao không thể thiếu trong các lễ sen bản. Từ người già tới người trẻ đều có thể tham gia các trò chơi này. Tung còn không chỉ là trò vui trong ngày hội mà còn mang ý nghĩa tâm linh. Đồng bào Thái quan niệm trong ngày hội, quả còn bay lên tượng trưng cho hình ảnh con rồng bay. Rồng là con vật linh thiêng có sức mạnh phi thường bảo vệ cho làng bản, phù trợ cho con người được an vui. Khi chơi tung còn, người chơi được chia làm hai đội, tung còn qua vòng. Đội nào tung được còn qua vòng nhiều hơn, đội đó sẽ thắng. Tó má lẹ là trò chơi vui dành cho chị em phụ nữ. Trên một khoảng sân có kẻ vạch theo quy định, người ta xếp một hàng hạt má lẹ theo chiều ngang. Người chơi đặt một hạt má lẹ lên 5 ngón chân, nhảy lò cò từ vạch xuất phát đến vạch quy định. Cách đó 3 mét, rồi dùng chân văng hạt vừa giữ ở chân lên hàng má lẹ đã cắm phía trước. Bước thứ hai, người chơi ngồi quỳ gối nơi hạt má lẹ chạm đất lần đầu, đặt hạt lên đầu gối và nhắm bắn vào hàng hạt cắm ở phía trên. Ai bắn trúng nhiều hạt má lẹ hơn sẽ được tính nhiều điểm và giành phần thắng. Ngoài hai trò chơi truyền thống không thể thiếu, phần hội của lễ sen bản còn có các trò chơi vui lành mạnh khác. Các trò chơi diễn ra cho đến cuối ngày. Trên khoảng sân rộng, tiếng người hò reo cười vang không ngớt. Trong năm, bản làng ít khi có dịp vui như những thời khắc này. Khách xa được bản mời tới dự lễ sen bản Hông Lách Cang, không chỉ được tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Thái mà còn có một ngày vô cùng vui vẻ phấn chấn. Sen bản gặp cho hội trong dân bản gặp may mắn hay là cầu mưa xin làm ăn phát lại, phát tài, phát độc. Nhân sen bản thì tổ chức là những ném còn này. Và ném còn là có ý nghĩa là may mắn này. Tó má lẹ cũng thường thường như ném còn ấy thì cũng được may mắn. Ai được ném còn hay là tó má lẹ là may mắn nhất. Ai cũng được muốn cầm quả còn với lại tó lẹ. Thì mỗi chơi cái trò này thì rất là vui, rất là cảm động là có mình có sức khỏe vươn lên ấy. Trước năm 54 về trước thì là các cái cụ già, những người già là nói là người năm nào cũng làm. Thế nhưng mà từ sau năm 54 thì có nhiều cái lý do nó mai một đi và bây giờ thì bà con bắt đầu trở lại làm. Cái này là rất tốt. Nếu mà bản nào cũng làm được như này thì cũng là rất tốt cho cái giữ gìn bản sắc văn hóa của mình. Và cũng đây cũng để gắn với cái du lịch. Những năm gần đây, hưởng ứng phong trào bảo tồn khôi phục các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc Điện Biên, đồng bào dân tộc Thái bản Hông Lách Cang đã và đang thực hiện khôi phục bảo tồn một số di sản văn hóa có ý nghĩa như dân ca, dân vũ, dân nhạc và tiếp đó là lễ hội. Sen bản là một trong các hoạt động văn hóa tín ngưỡng đặc trưng được đồng bào khôi phục sẽ trở thành hoạt động văn hóa có ý nghĩa, góp phần giúp bà con nơi đây xây dựng điểm du lịch cộng đồng, thu hút du khách trong thời gian tới. Quý vị và các bạn thân mến, huyện Tùa Chùa có 7 dân tộc sinh sống, nhưng đông nhất vẫn là đồng bào dân tộc Mông. Sống trên những vùng núi đá Tai Mèo, thiên nhiên khắc nghiệt, với tính cách kiên cường nhẫn nại, họ đã xây dựng cho mình những giá trị riêng, trong đó có các giá trị văn hóa giàu bản sắc.
Những giá trị đó được thể hiện qua các di sản văn hóa đang còn hiện hữu như nhà cửa, trang phục, nghề truyền thống, âm nhạc, nhạc cụ dân gian và các phong tục tập quán khác. Tuy nhiên, do nhiều lý do mà các di sản ấy chưa được quan tâm bảo tồn và chưa phát huy được giá trị tiềm ẩn. Ai từng đến chợ phiên Tà Xìn Thàng, huyện Tùa Chùa sẽ không bao giờ quên màu sắc rực rỡ và không khí náo nhiệt của những ngày chợ đông. 6 ngày mới họp một phiên, nên chợ thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc từ khắp các xã trên toàn huyện đến trao đổi mua bán và đi chơi chợ. Trong những sắc màu rực rỡ mà chúng ta có thể thấy tại đây, nổi bật nhất vẫn là màu sắc của trang phục dân tộc Mông. Chợ phiên Tà Xìn Thàng cũng có nhiều mặt hàng truyền thống do đồng bào Mông tự sản xuất, mang tới chợ phiên bán như rượu Mông Pê, hương và giấy gió, các loại dao cuốc và công cụ lao động bằng sắt được rèn thủ công. Ngoài ra còn có các loại rau quả tươi trồng trên nương đá. Rực rỡ nhất và thu hút đông đảo chị em phụ nữ dân tộc Mông đến xem mua là các sạp hàng vải vóc và váy áo. Trang phục truyền thống với những nét hoa văn được vẽ theo cầu kỳ từng là niềm tự hào của chị em phụ nữ dân tộc Mông. Tuy nhiên, trang phục dân tộc Mông huyện Tùa Chùa những năm gần đây có nhiều nét mới. Nếu trước đây phụ nữ Mông tự trồng lanh, dệt vải, nhuộm chàm, may cắt rồi vẽ giáp ong theo hoa văn cho váy áo, thì nay họ dùng vải nhung sẵn có trên thị trường để may mặc. Thay vì phối màu xanh đen cho váy áo như trước đây, thì nay họ chọn những màu sắc sặc sỡ. Màu nhung đỏ là màu được chị em ưa chuộng nhất. Kiểu cách của bộ trang phục dân tộc không thay đổi nhiều, nhưng những chiếc váy vẽ sáp ong theo hoa văn thì đang dần vắng bóng. Khi chị em phụ nữ dân tộc Mông không còn tự trồng lanh, dệt vải và may theo áo váy, thì ở bản Mông có một nghề mới được hình thành, đó là nghề cắt may. Chị Giàng Thị Ánh ở bản Làng Sàng, xã Tà Xìn Thàng cho biết chị làm nghề may đã được vài năm nay. Mỗi dịp chợ phiên, chị đều mang những bộ váy áo may sẵn tới chợ bán. Những bộ váy áo này khác với váy áo truyền thống trước đây, nhưng chúng nhẹ và màu sắc nổi bật nên được chị em phụ nữ dân tộc Mông rất ưa chuộng. Mùa Tết, có ngày chị bán được hàng chục bộ. Ở đây em chỉ bán cái áo mà mẹ và em tự may áo và thôi, nhưng mà cái áo này thì mấy chị bán rẻ, và cái vải rẻ thì một bộ 330.000, còn cái bộ đắt thì 445.000. Cái áo này thì may thì một ngày chị may được 5 bộ, mấy thì may bàn tay thôi. Vải là mình mua ở chỗ những người, mua ở chỗ ông kia đấy. Vải chỗ người nào cũng có mà, nhưng mà áo thì mình tự may. Mùa này thì mình bán không được rồi, còn cái mùa mà mình người ta thu lúa, thu hạt hết thì một ngày mình bán được 10 bộ cũng được. 10 bộ với 20 bộ cũng được. Rời chợ phiên Tà Xìn Thàng, đi dọc thung lũng đá Tai Mèo là những thôn làng của người Mông Tà Xìn Thàng ẩn hiện trong đá xám. Đặc trưng nhà cửa của đồng bào Mông trên thung lũng đá là những căn nhà gỗ nhỏ dựng trên nền đất được kè rất chắc chắn bằng đá. Quanh nhà họ là những hàng rào đá chạy vòng từ nhà ra vườn, ra nương, ra ruộng. Nhà của gia đình anh Hạng A Giống, bản Tà Trinh, xã Tà Xìn Thàng, nằm giữa thung lũng đá Tai Mèo. Nhà nhỏ chỉ chừng 40-50m², nhưng nền nhà được đắp cao chừng 1,5m và được kè đá rất cẩn thận. Sống trên thung lũng đá không dễ dàng như ở những vùng thung lũng khác. Gia đình anh Giống cũng như bà con thôn Tà Trinh vẫn tận dụng từng hốc đất để trồng cây, tận dụng những gì sẵn có để tạo dựng không gian sống cho gia đình. Trước kia mình không có đất, vì đất của người ta họ không cho làm. Thì mình không có chỗ ở thì mình phải lên trên này làm. Mình cũng vất vả, mình khó. Trước khi mình làm thì mình kẹt đá vào, mình không kẹt bít tông gì thì mình kẹt đá xong rồi mình đổ đất vào cho nó lên cao thì mình mới làm nhà đó. Cho một cái đá đều đổ một tí đất vào, cho một tí đá đổ một tí đất vào, xong đó là nó không đổ vào. Mùa này thì mưa thì có nước mưa thì lại được nước uống này. Mùa không có mưa thì mình lại đi chạy xe đi chợ bên kia về, chỉ làm ruộng như làm ngô.
bằng ngô. Ngô thì mình khoan, mình chỉ làm bích để cho gà, đến giờ lợn. Công trình xếp đá đặc trưng của người Mông trên cao nguyên đá Tùa Chùa, không thể quên Thành Vàng Lồng. Thành Vàng Lồng ở xã Tà Xìn Thàng là di tích kiến trúc nghệ thuật đặc trưng của đồng bào Mông, được xây dựng cách đây chừng 3 thế kỷ. Công trình kiến trúc nghệ thuật này có hình vòng tròn khép kín, chu vi khoảng 440 mét. Đây là công trình xếp đá được xây dựng để bảo vệ tài sản và đất đai của Vàng Trống Cáng, một chủ đất giàu có. Tòa thành cổ này được Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật năm 2014. Tuy nhiên, do nằm trên vùng núi có độ dốc khá lớn, trải qua cả trăm năm không được tu bổ, một số đoạn của thành đã sạt lở, không còn nguyên trạng. Đến với xã Tà Phìn, huyện Tùa Chùa, chúng tôi còn được đến thăm căn nhà gỗ Pơ Mu cổ kính có diện tích lớn nhất của đồng bào Mông tỉnh Điện Biên. Nằm sau một ngõ nhỏ, lầy lội, ngôi nhà gỗ Pơ Mu hàng trăm tuổi do thống lý Sùng Nủ Kỷ xây dựng ở thôn Xéo Phình dường như bị người đời quên lãng. Ngôi nhà đang dần bị thời gian tàn phá, một số cột nhà bị xô lệch, mái Pơ Mu hầu hết đã được thay bằng tấm lợp pro xi măng, chỉ còn một phần nhỏ rêu phong còn sót lại. Tuy còn nguyên trạng, nhưng ngôi nhà vẫn giữ được vẻ bề thế xưa kia. Lòng nhà rộng trên 8 mét, dài 24 mét, có trên 90 cột to nhỏ chống đỡ. Sau nhiều thăng trầm, con cháu thống lý gia cảnh sa sút, họ không có đủ khả năng để trùng tu lại ngôi nhà theo kiến trúc cũ. Căn nhà hàng trăm tuổi bề thế, có lối kiến trúc đặc trưng của đồng bào dân tộc Mông vẫn đang từng ngày bị thời gian tàn phá. Lịch sử ngôi nhà thì em không rõ, là bố kể là này thì nhà nó làm từ lâu đời rồi. Là em không biết đời thứ 6 hay là đời thứ 9 em không rõ. Nhà này là ngày xưa là do là các cụ làm, là thống lý là Nủ Kỷ làm nên nhà này. Nhà này thì làm chất liệu gỗ thì làm Pơ Mu, với lại ngói thì Pơ Mu nhưng mà ngói nó hết rồi, bây giờ còn một tí thôi. Em thì có ý định là sẽ tu lại nhưng mà chưa phải bây giờ tôi được, là em sẽ cố gắng để mấy năm nữa sang. Em thì đi làm nhưng mà còn em có ba con nữa, là chỉ đủ ăn thôi, và làm nhà này thì hơi khó đấy em. Không chỉ có vùng cảnh quan thiên nhiên đặc trưng, có các công trình kiến trúc cổ kính bề thế khiến người đời ngưỡng mộ, Tà Phìn cũng là xã còn lưu giữ được nghề rèn truyền thống, là niềm tự hào của đồng bào Mông. Chúng tôi đến với thôn Háng Sung, thôn có những thợ rèn lành nghề nhất ở xã Tà Phìn, và được gặp thợ rèn Thảo A Lử. Anh Lử học nghề rèn từ khi còn nhỏ. Với anh, nghề rèn là một trong hai nghề chính giúp gia đình anh có thu nhập quanh năm. Anh Hầu từ nay anh có 20 tuổi. Mà cái này thì mình không phải là nghề chính thôi, mình còn làm nương, làm ruộng, làm mấy thời gian thôi. Đấy là của ông cha dạy cho mình, bố mẹ dạy cho mình, bố dạy cho mình. Lúc đầu thì mình phải đánh sắt, nấu bò đựa đấy, đỏ đi thì mình mới cắt, cắt từ miếng nhỏ ra thì mình mới làm được thành một con do đấy. Cái này thì phải có sức mới làm được, người yếu thì không làm được rồi. Một là cái chất lượng thiết, hay là chất lượng mà mình tu có chọn hay không thì mới xác. Tu bằng cây chuối thôi, nhưng mà khi mình đủ thì nó phải đủ đỏ hoàn toàn thì mới xác. Sau này có khi phải chuyển cho cái con. Đồng bào Mông cư trú ở hầu khắp 12 xã thị trấn của huyện Tùa Chùa. Họ có nhiều di sản văn hóa độc đáo cần được bảo tồn. Tuy nhiên, những di sản ấy đang dần bị biến đổi và có nguy cơ mai một theo thời gian. Thì hiện nay trên địa bàn huyện Tùa Chùa ấy, thì cũng đã được công nhận một số cái văn hóa di sản phi vật thể, ví dụ như là lễ tù cải, ví dụ như là nghệ thuật thêu hoa văn trên giày của người Chợ Phang, và cái múa của người Khơ Mú, và sắp tới đây sẽ được công nhận thêm một cái nữa là cái chế tác kèn Mông trên địa bàn huyện Tùa Chùa. Thì hiện nay bây giờ là do cái lai của bên ngoài vào nhiều hơn, ví dụ như là cái
nghệ thuật thêu hoa văn trên váy của người người Mông ấy. À, hiện nay dần dần như là người ta cũng là mai một đi. Đấy. Mà cũng rất ít là thực hiện trong cái nội dung là người ta phục chế lại. Đấy, chỉ còn một số đồng bào, tức là người ta vẫn đang giữ cái nét truyền thống này. Để mà phục chế cái nội dung này ấy, thì trong cái thời gian tới ấy, thì với huyện ấy, thì cũng có cái thứ nhất là cái lớp các lớp tập huấn, mời cái nghệ nhân đó đến tập huấn cho một số các em học sinh ở trong các làng nghề để người ta duy trì cái nội dung này, và cũng có cái chính sách hỗ trợ cho cái nội dung tập huấn. Và cái cũng mong muốn và đặt thành vấn đề đó là cái đưa những cái sản phẩm này thành là những sản phẩm lưu niệm cho cái công tác phát triển du lịch trên địa bàn huyện Tùa Chùa. Đồng bào dân tộc Mông huyện Tùa Chùa có những giá trị văn hóa độc đáo cần bảo tồn và phát huy giá trị. Đó chính là tiềm năng, là vẻ đẹp giúp huyện vùng cao này thu hút khách du lịch khi hạ tầng phát triển kinh tế du lịch được đầu tư. Quan tâm gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào Mông và đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Song song với đó là phát triển hạ tầng du lịch sẽ tạo cho Tùa Chùa động lực vươn lên trong tương lai không xa. Thưa quý vị, gần đây những bộ trang phục mang phong cách vừa hiện đại vừa truyền thống, thiết kế trên nền hoa văn thổ cẩm và trang phục dân tộc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được nhiều bạn trẻ Điện Biên yêu thích, sử dụng phục vụ biểu diễn hoặc chụp ảnh kỷ niệm. Một trong những nơi mà họ có thể tìm thấy những mẫu trang phục yêu thích mang phong cách vừa lạ, vừa quen là shop thổ cẩm Ali ở thành phố Điện Biên Phủ. Đây là nơi sưu tập nhiều mẫu trang phục có thiết kế độc đáo, lạ mắt nhờ được phối màu, tạo kiểu từ các hoa văn thổ cẩm và những chi tiết độc đáo trên trang phục các dân tộc Thái, Mông, Sao và một số dân tộc khác. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với thổ cẩm Ali để chiêm ngưỡng những mẫu trang phục đẹp mắt này. Thổ cẩm Ali, shop nhỏ nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Điện Biên Phủ, là nơi được nhiều bạn trẻ Điện Biên yêu thích tìm tới. Điều hấp dẫn họ ở đây là những bộ trang phục đặc biệt được thiết kế trên nền tảng các mẫu trang phục truyền thống và hoa văn thổ cẩm các dân tộc Việt Nam. Họ muốn được khoác lên mình những bộ trang phục đẹp, lạ mắt, giàu màu sắc mà vẫn giữ được cốt cách truyền thống. Thì sinh ra và lớn lên ở Điện Biên ấy, thì em cũng là yêu thích những cái trang phục thổ cẩm. Em thì là dân tộc Thái nhưng mà em thấy là tất cả các dân tộc ở Việt Nam mình ấy thì đều có một cái nét đẹp riêng ấy. Và khi mà em khoác lên mình cái bộ thổ cẩm này nó có một chút gì đó gọi là hiện đại, pha lên với truyền thống ấy, em cảm thấy rất là thích luôn ấy. Cảm giác là thích thú và chỉ muốn đi chụp ảnh luôn thôi ạ. À, và trong này thì thật ra là rất là nhiều màu sắc và em thấy là cái nào em cũng thích ấy. Thì là con có thiên về trang phục của dân tộc Mông ấy, nó nhiều màu sắc rực rỡ hơn ấy. Thế là hôm nay em chọn luôn cho mình cái bộ này ấy. Lò Thị Mai Linh, cô gái dân tộc Thái sinh ra lớn lên ở Điện Biên, mở shop thổ cẩm Ali không đơn thuần là để làm dịch vụ mà còn bởi cô luôn giữ tình yêu đậm sâu với thổ cẩm cũng như các bộ trang phục truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Sưu tầm những mẫu trang phục được thiết kế đẹp, lạ, được ghép nối trang trí bằng nhiều loại thổ cẩm khác nhau, cô muốn giới thiệu vẻ đẹp của thổ cẩm dân tộc với mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ. Bản thân em cũng là người con của đất Điện Biên và là người con dân tộc Thái, thì em rất là yêu nền văn hóa thổ cẩm của dân tộc. Thì em rất là muốn lưu giữ và phát huy cái truyền thống văn hóa thổ cẩm của dân tộc. Thì cũng có một cái cơ duyên là được quen với cả chị nhà thiết kế Linh Phương, là chị ở dưới Yên Bái, đã thiết kế nên những cái bộ sản phẩm của trang phục bên em. Em đã quyết định là mở nên shop thổ cẩm Ali để có thể là đưa cái những cái mẫu trang phục đến gần với cả người dân hơn, nhất là những bạn trẻ hiện nay. Thì trang phục bên em thì sẽ có cả trang phục cách tân, là trang phục ví dụ như trang phục dân tộc Thái cách tân này, và trang phục dân tộc Mông cách tân này, có những trang phục dân tộc dao đỏ cách tân này. Thì nó sẽ là bên em sẽ có những trang phục cách tân và có những trang phục là thổ cẩm, là những trang phục hiện đại và pha thêm những họa tiết thổ cẩm của dân tộc.
trang phục bên em được rất là nhiều khách du lịch và kể cả là người dân dân địa phương, dân Điện Biên mình qua để thuê đi chụp ảnh này, hoặc là có những bạn ca sĩ, diễn viên này đi thuê để đi trình diễn thời trang hoặc là đi trình đi hát. Những bộ trang phục được shop Ali sưu tầm giới thiệu khá phong phú về kiểu dáng, đó là các bộ áo dài Việt và trang phục truyền thống dân tộc Thái, dân tộc Mông, có chút biến tấu bằng cách ghép nối các mảng thổ cẩm một cách sáng tạo và giàu tính thẩm mỹ. Ở đây còn có những mẫu váy áo hiện đại được phối màu bằng các loại thổ cẩm dân tộc hoặc được tạo kiểu từ những chi tiết độc đáo trên các bộ trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc Việt Nam. Nhìn vào các bộ trang phục được sưu tập ở đây, chúng ta có thể thấy nhiều loại thổ cẩm được sử dụng để thiết kế như thổ cẩm dân tộc Mông, dân tộc Thái, thổ cẩm người Lào, người Dao. Các váy áo mang phong cách hiện đại nhưng lại được tạo kiểu bởi những chi tiết đặc trưng trên chiếc váy xòe của đồng bào Mông. Hay các chi tiết trên váy áo cưới của chị em phụ nữ người Dao đỏ tạo nên vẻ đẹp duyên dáng rực rỡ nhưng cũng không kém phần trang nhã. Ví dụ trang phục Mông này, những cái cổ này là cổ áo của dân tộc Mông này, mũ và hoa văn, những hoa văn này là những hoa văn của dân tộc Mông này. Đây, hoa văn thổ cẩm của dân tộc Mông ạ. Cổ áo này thì là người Mông người ta sẽ may, và đây là cổ áo của người Mông luôn đấy ạ. Còn đây sẽ là những họa tiết thổ cẩm hoặc là trang phục thổ cẩm, là những cái họa tiết, ví dụ như đây cái phần đai eo này sẽ là những cái họa tiết thổ cẩm của dân xã Phang này. Cái họa tiết trên cổ đây sẽ là của dân tộc Mông này. Khi gắn những cái họa tiết thổ cẩm của dân tộc đấy lên những bộ trang phục này thì giúp các bạn, nhất là những bạn nữ sẽ có nên những cái trạng bộ trang phục rất là nổi bật và mang đến những cái sự dịu dàng, nữ tính và thướt tha. Cùng với cả những bộ trang phục gắn với thổ cẩm này thì sẽ giúp các bạn được nổi bật hơn và trẻ trung, vừa giữ được nét truyền thống nhưng vẫn có những cái sự hiện đại. Những bộ trang phục dân tộc cách tân và trang phục được tạo kiểu bởi thổ cẩm như ở đây ít được dùng mặc hàng ngày, nhưng lại được rất nhiều người yêu thích mặc để chụp ảnh với thiên nhiên vùng cao Điện Biên, mặc khi tham gia các sự kiện và mặc biểu diễn văn nghệ. Gia đình chị Phạm Thảo hiện đang sinh sống ở thành phố Hà Nội. Nhân dịp về thăm Điện Biên, cả gia đình đến shop Ali tìm chọn một số trang phục mang màu sắc truyền thống để chụp album ảnh gia đình. Ở đây có nhiều mẫu trang phục khiến họ rất ưng ý. Hôm nay em đến đây là để thuê các cái trang phục để đi chụp ảnh. Và đến đây thì bất ngờ là rất là nhiều những cái trang phục các dân tộc, hầu như đều có, cả cách tân và hiện đại. Mình rất là hài lòng tại vì là mình có thể tìm được một cái địa chỉ mà ở tại tỉnh Điện Biên để có thể thỏa mãn được cái thú vui là chụp ảnh gắn với cả những cái trang phục truyền thống của địa phương. Mà trước kia thì mong muốn nhưng mà lại ít cái địa chỉ để mà có thể tìm và thuê được như ý. Về các cái trang phục mà cách tân của người Thái và người Mông là em thấy là em thích nhất. Màu sắc thì rất là đa dạng và phong phú, đều là sự biến tấu lên từ các cái trang phục cổ truyền của các dân tộc ở Điện Biên thôi, cho nên là mọi người sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn khi mà đến đây. Em thì sinh ra và lớn lên ở tại Điện Biên nhưng bây giờ thì đã về dưới Hà Nội sinh sống được 10 năm nay rồi. Đây là cái cơ hội mà lần đầu tiên được chụp ảnh một cái bộ ảnh mà mang hơi hướng dân tộc của Điện Biên đấy. Những năm gần đây, giới nghiên cứu cũng như các nhà quản lý văn hóa luôn kêu gọi cộng đồng hãy gìn giữ những nét văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, trong đó có thổ cẩm và các trang phục cổ truyền. Có nhiều cách để yêu, để gìn giữ những vẻ đẹp đó, trong đó có việc sử dụng thổ cẩm và các nét đặc trưng trên trang phục truyền thống các dân tộc trong thiết kế thời trang. Sử dụng thổ cẩm và các chi tiết đặc trưng trên các bộ trang phục truyền thống dân tộc tạo nên những bộ trang phục vừa mang nét truyền thống vừa hiện đại, được coi là một xu hướng được nhiều người ủng hộ trong thiết kế thời trang Việt Nam hiện nay. Những thiết kế này giúp các bạn trẻ có cơ hội tìm hiểu và yêu hơn các trang phục truyền thống cũng như thổ cẩm dân tộc. Và đến đây, chuyên mục Văn hóa nghệ thuật với đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.